Rồi, hôm nay mình lại lên cái video mình lắp cái bồn nước năng lượng mặt trời. Cái này loại này 120 lít nhé. Nhiều bạn thắc mắc bảo sao nước nhà mình bồn cao này kia vẫn yếu. Lý do này một phần này. Thứ nhất là bạn hàn nhiệt ấy, là mấy cái mối nối này. Hàn nhiệt là nó sẽ teo hai cái đầu này. Thì ở trong nó có cái màng nhựa, cái màng nó rất là khó lấy. Là hai đầu nó đã giảm đi bao nhiêu là lực nước rồi. Nên là mình làm cái này rất hạn chế, chỉ có một van khóa và lại co đi lên thôi. Đường vào thì không quan trọng, đường thông hơi. Đấy. Hạn chế bớt cái mũi hàn. Đấy. Nước mạnh yếu, nhưng bữa trước mình có làm ở dưới Nha Trang, mình có làm ở nhà. Họ mới lắp đặt được 3 năm. Hỏng hết ống nhưng mình lên mình thay lại, thay y chang lại luôn. Đấy, nhưng mà nước là nó mạnh liền. Lý do hạn chế những cái mũi hàn này, hàn bớt lại nhiều nhé, lắp rắc con nhông rồi này kia, vì cái ống này khi nó hỏng là nó hỏng hết, nó hỏng là nó hỏng hết một lượt luôn, mà thay là hoàn toàn thay mới hết. Đấy, chứ không cần thì phải lắp rắc con nhông hoặc là gì cho nó tốn tiền thêm, chỉ đơn giản vậy thôi, là nước rất là mạnh. Mình đã từng dùng thử rồi, hiện tại mình quay video đây là chỉ là lắp đặt thôi, chứ còn thực ra mà sử dụng thì đến lúc mà chủ nhà sử dụng mà mình đến mình sử dụng, không lẽ là mình sẽ đăng thêm một video nữa thì nó lại nhiều quá. Đấy, mình lắp cái hệ thống vào đây như này. Đấy, khi mà nước đủ sôi nó sẽ tràn qua đây, vô cái bồn nước lạnh lại. Đấy. Không có phải phụt lên trời như mấy nhà kia, có nhà là phụt lên trời nhiều nhà. Nước mình lắp xuôi máy tôn, tại vì nếu mà cái máy tôn mà mình lắp đúng cái hướng bên này, cái bồn đầu kia mà nó ngược đầu này thì cái mực nước từ cái bồn này vào cái bồn này nó sẽ chỉ còn 50%. Nên là mình phải lắp theo cái chiều này, ra một chiều cũng ra đây, câu từ thằng này lên đây là xong, rất đơn giản. Đó. Cấp riêng nước nóng chứ nước lạnh thì không cần thiết. Đây một đường nước lên, duy nhất một đường nước lên, đây là vô bồn. Đấy. Không có bồn trên này đi xuống. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé, đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé. Cảm ơn cả nhà.